Nước này lủm chủm chứ. Ở cái đầu mương hay gì vậy? Chỗ này á, lúc trước là Hương trồng bắp này cô chú anh chị bạn, mà giờ là Hương đi là tới cái muốn gần tới cái đầu gối Hương rồi. Đây là bụi bông điên điển này cô chú anh chị các bạn, mùa nước lên là sẽ có bông điên điển, giống như cái bài là bông điên điển đó. Ăn bông mà điên điển, nghiêng mình nhớ đất quê. Đây, cái mông của nó đỏ. Dạ quét mẹ ơi, chút xíu nó ra mẹ tước đi mẹ, để nó tàn hết. Cái bông này thì nó không có thơm đâu, nhưng mà nấu canh này sẽ rất là ngon nè, làm dưa nữa. Trời ơi, đẹp quá ha. Trời ơi, muốn chụp tìm tấm hình dễ sợ luôn vậy đó. Bông tóc cái. Biết đẩy. Thì hai chị em của Hương mời cô chú anh chị các bạn mình cùng đi ra ruộng mùa nước nổi này để đẩy côn với hai chị em của Hương nha. Giờ thì em có Hương đang gáp côn nè, giờ Hương sẽ phụ với em Hương. Trời mát này Hương cũng tranh thủ mình đi đẩy đỡ mệt á, tại vì không có chạy máy á, mình phải xuống đẩy á. Wow, chỗ này hơi sâu nha. Ôi nước nóng quá ha. Áo, trời. Ê trời, cái gì vậy? Sống gì, sống dữ quá nè. Buộc từng khúc á. Dạ, em của Hương á thì sẽ căng ra, Hương sẽ buộc mấy cọng dây để giữ cái côn này nè, giữ lại để đừng cho nó bị dùng á. Trời này nước lên dữ rồi ta. Nước này dơm chứ biết phải chịu thôi, biết sao giờ. Nước này đàn ông trai ta đi ruộng thì đỡ, phụ nữ con gái đi ruộng nước này thấy hơi ngán. Này buộc vậy, cái này mới được có một bên nè, đây là một bên, bên kia một bên đó, để nó giữ thăng bằng lại cô chú anh chị bạn. Rồi xong một bên, bên kia nữa. Thế nên mình đẩy vòng vòng đây qua đó ha. Được. Cái nó trồng vô thôi chứ đâu có ấy gì đâu phải không? Đi để trồng đại. Lay quay là tới mùa nước, ha. Mới năm rồi Hương mới đẩy côn, lay quay nhanh quá giờ đi đẩy côn lại nữa. Cái này có. Cái này mình có máy á, mình chạy mình đẩy cũng được. Mà giờ mà mình lội thì nó hơi nặng xíu. Từ nha. Cho chị đi qua cái thăm ơi. Chân cái đạp chết. Dạ thì gáp gàn côn xong thì mình xem lại coi hai bên nó có cân bằng hay không. Nếu không cân bằng á thì em của Hương á phải móc đất lên mình đắp để cho hai bên nó cân đồng với nhau á. Cái bên này nó không có bị nghiêng á. Bây giờ là để đất lên nó đã đồng rồi nè. Được chưa? Vậy đi đẩy. Dạ giờ thì em Hương sẽ đẩy. Hương thì sẽ nhìn xem hai bên coi có cá hay không. Thì mình đẩy như vậy nè, đụng con cá thì cá nó sẽ chúi xuống sình á. Thì cái tim nào mà nó lên bựng bựng mà đen đen á là mình cứ nhảy xuống mình bắt thôi. Đó, giờ nó lên bựng bựng như vậy ha, nhưng mà chưa có thấy có cá chúi nè. Đó. Hồi nãy giờ chưa thấy con gì luôn á Tâm. Thường là bên chống gạ sẽ có nhiều hay là bên có gạ Tâm? Không để ý nữa. Thử coi. Ngồi khó nhìn thấy lắm. Thường người ta sẽ đẩy, người ta nhìn quan sát hai bên á. Có không Tâm? Có không?
Con gì vậy? Cái gì á? Hồi nãy thấy nó quên rồi bạn, bự lắm. Cái gì vậy? Không. Không rồi ta. Hang. Nghe tung tực 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 không? Nghe hả? Nghe hả? Ừ. Vô nó chưa đúng chưa? Đúng rồi. Cái không chừng cái lóc hay gì á. Cái lóc hả? Cái tim nó bự lắm mà, mà không biết có bự hay nhỏ. Cái tim nó thở, nó thở ra bong bóng á. Được chưa? Làm gì lâu vậy ba? Chưa chuyên nghiệp. Đâu rồi mới đúng mà. Có không? Rồi về thử quà coi. Ê, bỏ cái này thử cái này. Đó đó. Nó chuối em móc đi à, em móc đi à. Con chuối nó lên rồi. Móc hình ra luôn coi. Thử mà chuối đi tới đâu nữa. Ê sao chị không có đụng con gì chưa vậy Tâm? Có con mày bự đó. Vừa à, cá lóc hay gì á. Chị không thấy con gì chưa nè. Con thấy luôn nha. Không. hai chị em chưa có chuyên nghiệp lắm. Sao rồi? Con đường thì rõ đi. Rõ gì có cá mà. Đụng nó lại tức. Luôn này giờ mấy này Hương làm nước chấm á, Hương thử quá trời cô chú anh chị, cái nó nóng á, nó nổi nguyên một ngụm cho bá lửa tay luôn. Hương có bán nước chấm nha cô chú anh chị, các bạn có muốn ủng hộ Hương á thì vào nhắn tin cho Hương nha, có đường link Facebook nè, rồi có đường link số điện thoại nữa cô chú anh chị, bạn ủng hộ Hương thì nhắn qua cho Hương nha. Có nhà mới đụng nè cái lóc cô chú hay đó đó gì vậy đụng hả? Ừ. Nhưng mà phía sau cái nó bự quá. Nó chạy vòng giống cái nôm vậy nè. Quậy vô mình chết. Mẹ đứng mẹ nhìn hai anh em này, nó bắt con cá gì mà lâu dữ thằng vậy. Nó đụng lên đó. Coi sao tao đụng như thế vậy. Cái lóc cái gì á. Có không mày hay mày lên giả vậy mày? Lên giả luôn, lên giả thiệt chứ. Mày không có đụng con gì luôn á bà. Nó kích ở trên cái bọng này nè. Wow, đụng không? Ê đụng, nó chạy. Trời ơi, người sao bắt mày? Con cá này dở mặt vậy trời. Ủa người sao? Từ. Ê, nó chạy gù rột rột luôn, người sao đây? Cái nôm nó bự quá, nó chạy vòng nè cô chú ơi. Rồi trong đó nước á, mình không có cái điểm mà để mình bắt nó. Nên mình chưa chuyên nghiệp, cái người ta chuyên nghiệp ta bắt hết rồi à. Trời ơi, sao không có lại em lại em quào lên, nó chạy. Còn mình mò từ từ. Nó chuối á phải không? Ừ. Sao vậy? Được. Nó bay lên trên, nó mẹ nó khôn á. Ôi, bỏ luôn đi. Bỏ gì vậy? Ủa trời, bỏ cá. Quơ nè, người ta chỉ là quơ vòng cái miệng. À ha ha. Trời ơi. Đúng rồi, con cá rô này. Con cá rô mà chứ Tâm nói nãy giờ con cá lóc rồi nè. Rồi cá rô cũng bự nha. Đây cá rô đồng bự bự này cô chú anh chị bạn ơi. Được một em. Đây. Làm đứng đâu cá à? Cá lóc không à? Sao? Đứng lên giờ này mới thấy á. Người nghiêng qua đây chị. Nghiêng qua đây. Nghiêng qua đó chị. Ui cá kìa.
nè, có nè. Bây giờ này nó dịu nắng xuống cái mình thấy như mát trời, nhìn thấy nó dễ hay không? Có tim, có tim kìa. Em thầy lì luôn á. Thôi chồng em hụt rồi đó. Nhưng mà sao? Thường là cái tim sẽ đi ra cuối cùng phải không? Nhìn nó rồi. Ha ha. Ui mưa gì dữ vậy? Trời của mình đi rồi các ấy cũng đỡ sợ. Quá trời gió này sóng nào tập gì là Hương không thấy đường thấy cá nữa rồi. Không biết cái tim nào là tim của cá luôn. Giờ mình nãy giờ luôn hả dì Tâm? Chứ giờ đâu thấy nữa đâu hả? Ê đứng bên đâu giờ, đứng giữa sườn phải không? Nhìn sao rồi chứ động đó. Ngay chỗ đó mình qua được không Tâm? Cao rồi. Sao su rồi na chứ. Trời chỗ đó hoàng hôn chiều buông xuống đẹp quá hả? Thì đỡ gió lại Tâm hướng này ha. Về về đây là đỡ gió lại nè. Ê khoan, khoan. Cái tim cuối cùng đúng không? Cái tim cuối cùng. Thầy tí xíu nó chị nôm vô giò chị luôn. Ê có cá nha. Nó chạy mình quơ cái tay theo nó muốn chống mặt tiền đình luôn. Một em nữa. Cá lóc này cá lóc con chứ không được bự. Đây. Theo thành quả với cô chú anh chị bạn nha. Im rồi đó, cũng im, có cá là vui rồi. Giờ đẩy qua đó luôn hả dì Tâm? Đẩy qua đâu nữa? Qua đó. Chị nghiêng qua đây trước nè. Qua đây phải không? Đằng đó hút cái cây này gõ nghiêng lại ngược lại. Ờ. Rồi nghiêng ngược lại. qua được rồi. Ê, hình như ngay cái cây cái mũi cái gì mày? Thành quả thôi chứ hồi nãy nhảy xuống thì chưa quay được nữa. Đây là nó khóc.
giờ mình quẹo xuống đó hay gì tâm? Đẩy lên nó luôn không em. Let's go. Ê, chú hai chị em mình là giờ này còn ngoài ruộng á Tâm, đẩy con. Nó về dữ trời. Không nôm sẵn đi cho chắc. Giờ này nó im im gió đỡ nè Tâm. Thôi khoan 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 Tâm ơi, có tim có tim. Có tim có tim có tim. Trời, nhôm con cá lằn nước ướt mặt luôn. Không ta. Có con sao gờ chưa thấy đụng nha. Sao chưa mò đụng như trơn vậy trời? À, đụng rồi. Thì ra là ở dưới lớp gom gạ này đây. Để Hương móc bớt cái này ra cái nè, gạ không nè. À. Một em. Giờ này sóng biển nhập nhiều. Ý dạ, con cá mà nó trong cái nôm là Hương còn thấy khó bắt nữa. Tại vì nó vòng vòng á. Đây, một em nhỏ xíu à. Cá càng bự thì càng dễ bắt, mà cá nhỏ thì càng khó bắt. Tại cái nôm nó bự á, rồi nó chạy vòng 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 trong nôm. Không có về được rồi Tâm ơi, chỉ thấy gió hiu hiu rồi. Giờ này còn thấy đường gì nó đâu đẩy. Gió quá trời gió rồi, nhìn hết thấy đường rồi. Đây là đây khoe với cô chú. À, Hương đi á, thì à, bây giờ trời cũng đã tối rồi. Nếu mà trời không mưa á, thì nó sẽ không tối đâu. Hương với em Hương không có nghĩ là trời sẽ chuyển mưa vậy á cô chú như bạn. Nên là giờ không còn thấy đường để thấy cá nữa. Rồi vì sóng nó đánh quá trời á, nên cũng không biết cá ở đâu nữa. Giờ thì à, em của Hương với Hương là phải vô thôi. À, vài bữa đó Hương sẽ đi đẩy sớm sớm để Hương quay lại một lần nữa. Hương thấy là bữa nay hai chị em của Hương đi là thấy dính cá thấy mê rồi. Lần trước đó thì Hương chưa có kinh nghiệm đâu. Lần này thì Hương nôm cá, Hương bắt cá rồi được lắm rồi. Giờ Hương cũng mê lắm nhưng mà do trời tối. Giờ thì hai chị em của Hương về nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video tiếp theo. Chút xíu nữa thì Hương vô nhà Hương sẽ khoe thành quả. Giờ tại hôm nay phải đi về. Đi dạ. Dạ. Thôi đã vô về thôi. Quá trời. Vậy mình đẩy ngược lại hả ba? Nhân ai đi về miền đất phương Nam. Vì Tâm cứ quay đầu kỳ vậy. Là mình đánh một vòng lại kia luôn hả? Miền đất phương Nam, trời xanh mây trắng, soi dòng cổ Long Giang, mênh mông rừng tràm. Ở đây mà ngỡ con tàu vô sông bờ xa, nghĩ non sao tiếng nhận kêu chiều, thuyền ngày xưa phương Nam phân nhật. Rồi tới nơi rồi, phải tháo dàn côn ra nữa. Qua bên đây luôn hả? Đẩy ở đây luôn hả Tâm? Ủa hai người không tháo được hả? Lật xuồng hả? Đây đẩy là đẩy cây. Giờ Hương của em có Hương á là gỡ côn ra để mình bó lại rồi mình đem vô nhà. Hương phải vịnh rồi. Tại vì nếu không vịnh gió nó bạc á là côn mình sẽ bị cong bị gãy á. Này mấy chị em đi cái đẩy côn á thì trời mưa. Trời chuyển mưa quá trời tới hôi luôn. Rồi chưa Tâm. Con lại con cuốn đi chị Thảo vậy. Xong rồi hả? Bị gì vậy? Gì vậy? Gãy hả? Không biết phải không nữa.
đâu có khùng hả nè, cây cao cây thấp nè ba ơi, làm gì mà nó vụ gãy nè. Cưng cuốn đi chị tháo dây qua bên kia đi. Đó, nó tháo có như này à. Lấy lên rồi. Lấy lên. Lấy lên luôn hả? Được chưa? Được chưa? Cuốn lẹ lẹ luôn nè. Chị dính đây nè. Ôi trời, nó gịch cái xuồng đi á. Quá trời. Ôi, mọi nên nó cuốn đi luôn kìa. Thấy chưa? Trời ơi, cô kìa. Ê, rồi hơi cái xuồng đẩy lên bờ của mình thấy vậy? Bên đây. Qua đây hả? À. Gió quá. Ui ui ui. Sóng đánh ghê vậy. Rồi. Ở đây không có đèn á. Vậy? Ở đây ngoài đây không có đèn à hả? Vậy? Gì? Vậy không có vậy? Không có đèn. Đó. Ngủ hả? Đó là tầng tầm. Này cá còn đẩy cũng được bổng, đi ra. Đau. Có phân hả? Này. Nổ ra khe cá. Đó, có con này nè, bự quá khe. Con sợ nó dãy ra, con bóp thì nó chết ngắt nó. Hai. Trời ơi, mắc cười lắm mẹ. Hai về á, hồi ban đầu á dính cá. Cái đầu con cá gô á. Cá nhảy ra luôn. Thì cái này nó sáng nè. Dạ. Đây là thành quả buổi chiều của hai chị em Hương đây. Mấy cá lóc đồng này mà nướng còn sớm sớm nè, Hương nướng chui cái trời ăn đã luôn. Này gọng lại đi, mai cái mình xỏ sâu cái mình nướng chui ăn. Được cá lóc con không à nè. Này cá lóc đồng ngon quá trời luôn. Chứ được con cá gô rồi nãy. Nãy con cá gô mà hai chị em hai chị em quằn cái mũi trời cá gô. Giờ đi gọng cá. Ui trời. Chết. Mẹ cậu. Trời ơi, nó khống lên đụng mái luôn. Trời ơi, con này ha. Trời ơi, nấu miếng á, mình còn miếng gì? Miếng dông miếng gì đó. Nấu miếng. Chị tưởng tượng vậy đó. Gì mẹ? Cho ta cho lại luôn hả? Trời ơi. Rồi xong. Giờ thì Hưng đi gọng cá với tắm rửa cũng ăn cơm cũng tối rồi cô chú anh chị bạn ơi. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video tiếp theo nha. Chào tạm biệt cả nhà. Rồi cá lóc này bị chết rồi nè. Rồi sao giờ? Ồ con này ngày mai nấu súp gì ăn ha. Mẹ. Sống không?